Nguyên nhân yếu sinh lý thông thường có 5 nhóm nguyên nhân chính. Nhóm nguyên nhân thứ nhất là do yếu tố về tâm lý, căng thẳng về tinh thần. Ví dụ thường những bạn trẻ là chưa có kỹ năng tình dục rất là hay bị căng thẳng về tâm lý stress. Yếu tố thứ hai là do yếu tố về tuổi tác. Thì càng lớn tuổi thì nó sẽ có những cái bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid, béo phì có thể dẫn đến tình trạng giảm mong muốn tình dục, rối loạn về cương. Yếu tố thứ ba đấy là yếu tố bệnh lý tại tinh hoàn. Ví dụ những bệnh nhân có bệnh lý giãn tinh mạch tinh, những bệnh nhân có thể do teo tinh hoàn, do suy sinh dục như hội chứng Klinefelter dẫn đến giảm sản xuất hormone testosterone, làm từ đó dẫn đến giảm ham muốn tình dục và cương kém. Yếu tố thứ tư đấy là các bệnh lý khác như bệnh lý về tuyến giáp, có thể là một số bệnh lý khác nó làm ra rối loạn nội tiết đi kèm theo. Và yếu tố thứ năm là có thể do yếu tố liên quan đến sử dụng chất độc, nghiện chất, ví dụ thuốc lá, thuốc lào hoặc là sử dụng các chất gây nghiện cũng sẽ làm giảm ham muốn tình dục.